Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Tuyên, mình đến từ HTD Research. Chào mừng các bạn đến cái video của mình ngày hôm nay. Thì ở đây trên trang chủ của Binance ở trên Twitter, ngày hôm qua họ cũng có một cái thông báo mới nhất, đó là họ sẽ launch pool cái dự án thứ 34 với tên là Maverick Protocol với mã token đó là MAV. Và sau rất là nhiều ngày chúng ta có rất là nhiều tin phút về Binance cũng như là những cái tin xấu về BNB, thì ở trong ngày hôm qua sau khi mà công bố chỉ số CPI, một cái chỉ số tốt, và mình cũng vừa mới có nghe một cái thông tin mới nhất, đó là Binance US thì hiện tại sẽ chưa bị đóng băng cái tài sản các bạn nhé. Vậy thì cái việc mà launch pool cái đồng MAV này rất là quan trọng ở cái thời điểm hiện tại, vừa thứ nhất đó là cứu cánh BNB, cái thứ hai đó là tạo cái niềm tin lớn cho những người sử dụng sàn Binance như anh em chúng ta, đúng không? Và ở trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách để tham gia launch pool với dự án MAV này, cũng như là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái thông tin về cái dự án MAV này để cho các bạn tìm hiểu sâu hơn về cái dự án launch pool thứ 34 này của Binance các bạn nhé. Ok, thì sang đây mình chia sẻ cho các bạn về cái cách để tham gia launch pool cái dự án MAV này ở trên Binance. Thì vào đây, đây là cái trang chủ của Binance. Ở đây thì họ cũng thông báo về cái việc launch pool ở đây. Và các bạn tham gia launch pool để nhận được MAV bằng cái cách các bạn staking BNB và TOSD các bạn nhé. Thì mình giới thiệu qua về dự án Maverick Protocol MAV. Nó là một cái DEX có thể kết hợp cho phép các nhà giao dịch cung cấp thanh khoản để đạt những cái hiệu số sử dụng vốn cao với chiến lược cung cấp thanh khoản LP mong muốn của họ. Và ở đây thì người dùng có thể đặt cược BNB và TUSD của họ vào những cái nhóm riêng biệt để mà khai thác cái mã thông báo MAV trong vòng 25 ngày. Và các bạn tham gia farming thì bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 năm 2023 các bạn nhé. Thì các bạn có thể là tham gia launch pool với BNB hoặc là TUSD các bạn nhé. Ok, thì ở dưới này đây là cái chi tiết về cái dự án Maverick Protocol. Cái tên mã thông báo đó là Maverick Protocol với mã token đó là MAV, và tổng nguồn cung của nó đó là 2 tỷ token MAV nhé. Và cái phần thưởng cho launch pool đó là 30 triệu token, tương đương với lại 1,5% tổng nguồn cung. Tổng cái nguồn cung lưu thông ban đầu là 250 triệu, tương đương với lại 12,5% tổng nguồn cung của mã thông báo MAV. Thì ở đây thì Binance nó sẽ hỗ trợ hai cái đồng đó là BNB và TOSD để các bạn có thể stake và nhận tham gia launch pool. Thì cái số lượng MAV mà các bạn tham gia stake BNB để nhận được MAV đó là 24 triệu MAV, tương đương với lại 80%. Và số lượng MAV mà để các bạn tham gia stake TUSD để nhận được phần thưởng MAV đó là 6 triệu, tương đương với lại 20%. Vậy thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy việc mà chúng ta stake BNB thì cái tỷ lệ trúng và nhận thưởng MAV nó được nhiều hơn so với lại stake TUSD, đúng không? Và ở đây thì là cái cách phân bổ của dự án MAV này các bạn nhé. Đây là số ngày mà các bạn tham gia, đó là 25 ngày, tức là từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7. Và tổng cái số phần thưởng MAV hàng ngày nó là 1.200.000 mã token MAV, trong khi đó phân bổ cho BNB mỗi ngày đó là 960.000 và TUSD pool nó là 240.000 các bạn nhé. Và ở đây thì là một số những cái lưu ý để các bạn tham gia launch pool ở đây. Thứ nhất đó là ảnh chụp nhanh số dư người dùng với tổng số nhóm được thực hiện nhiều lần vào bất kỳ những cái thời điểm nào ở mỗi giờ để có được cái số trung bình hàng giờ của người dùng và tính toán phần thưởng cho người dùng. Thường thường thì chúng ta nên tham gia stake BNB hoặc là TUSD bắt đầu từ cái thời điểm tham gia launch pool đến hết cái ngày mà tham gia launch pool. Như đợt trước dự án SUI thì chúng ta có vẻn vẹn ngày, đúng không? Với cái dự án MAV này thì Binance nó cũng đã có sự chuẩn bị rất là dài, 25 ngày để cho chúng ta tham gia. Thực ra là về cái việc nó để thời gian dài này để cho các bạn stake BNB, tức là để cho mọi người không xả BNB, để giá của BNB nó không xuống trong cái thời điểm này. Nó là một cái thời điểm rất nhạy cảm, đúng không? Các bạn cũng đã biết đó là thời gian vừa rồi, nếu mà BNB nó về mức giá dưới 220 ấy thì nó sẽ bị thanh lý, thì sẽ xảy ra panic sell. Tuy CZ cũng đỡ, nhưng mà cái việc mà ra launch pool này thì cũng để cho mọi người stake để tránh những việc xả, thì cũng một phần để giữ giá BNB các bạn nhé. Và kế tiếp thì người dùng có thể tích lũy cái phần thưởng của họ và yêu cầu phần thưởng này trực tiếp vào cái tài khoản giao dịch ngay bất kỳ khi nào. Và đây là một số những lưu ý mà các bạn đọc, các bạn tham gia launch pool. Đây thì nó rất là chi tiết, ở đây các bạn lên trang chủ của Binance và các bạn vào mục launch pool thì nó sẽ hướng dẫn rất là chi tiết nhé. Và sang bên này
thì ở đây, đây là page Lawpool ở đây. Thì ở đây các bạn có thể tham gia Lawpool bằng BNB hoặc là TUSD ở đây. Và đây là cái tổng số MAV mà các bạn tham gia stake BNB để mà nhận được, có cơ hội nhận được ấy. Nó sẽ phân bổ theo cái số lượng BNB mà các bạn tham gia. Ok, vậy là các bạn cũng đã nắm được về cái quá trình Lawpool của cái dự án MAV này rồi đúng không? Và cái tiếp theo thì mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem dự án Maverick Protocol với mã token MAV này nó là gì, nó có cái gì nổi bật và nó có những cái tiềm năng như thế nào các bạn nhé. Thì sang đây, đây là cái trang chủ của dự án Maverick Protocol đấy các bạn nhé. Thì Maverick Protocol nó là một cái giao thức AMM đấy, vừa được mới ra mắt cách đây 3 tháng và đã có được những cái thành tựu khá là đáng kể ở trong cái thời gian vừa qua. Và cái điểm độc đáo của dự án Maverick Protocol này là cái khả năng tăng cường cái hiệu quả sử dụng vốn, cho phép mà LP đặt cược hướng giá trong cái quá trình thu phí. Thì sau đây chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cái dự án Maverick này. Thì ở đây họ cũng chia sẻ đó là dự án Maverick nó cung cấp cái cơ sở hạ tầng mới cho cái tài chính phi tập trung và được xây dựng để tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái thị trường thanh khoản cao cấp, cho những nhà giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản, kho bạc DAO và những nhà phát triển, được cung cấp bởi những nhà tạo lập thị trường tự động AMM và mang tính chất cách mạng hóa. Và Maverick AMM thì nó sẽ giúp cho người dùng tối đa hóa sử dụng hiệu quả vốn bằng cái cách tự động tập trung thanh khoản khi mà giá nó có biến động. Hiệu quả sử dụng vốn cao hơn dẫn đến thị trường thanh khoản cao hơn, có nghĩa là giá tốt hơn cho các nhà giao dịch với nhiều cái chi phí hơn cho những nhà cung cấp thanh khoản. Và tính năng tích hợp này thì cũng giúp các LP loại bỏ những cái phí gas cao do tự điều chỉnh các vị trí xung quanh giá. Về cái tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu về cái đặc điểm nổi bật của dự án. Thì LPS trong Maverick Protocol thì nó phải thực hiện hai cái lựa chọn quan trọng. Đầu tiên đó là lựa chọn cái phạm vi giá mà người dùng muốn cung cấp thanh khoản cho, và thứ hai đó là quyết định thanh khoản của mình thì sẽ di chuyển theo giá khi mà giá thay đổi. Và cái tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu về những cái chức năng nổi bật của cái dự án Maverick này. Cơ bản thì nó có 4 cái chức năng cơ bản ở đây. Về cái chức năng đầu tiên đó là chế độ Ride. Thì với cái chế độ này thì thanh khoản di chuyển theo giá khi giá tăng nhưng không di chuyển khi mà giá giảm. Đây, nhìn vào biểu đồ này thì các bạn có thể là nhìn và các bạn cũng hiểu cơ bản đúng không? Và tí nữa thì mình sẽ kết nối ví, mình sẽ xem ở trên app của họ, mình sẽ cho các bạn xem chi tiết hơn nhá. Và chức năng thứ hai đó là chế độ Moose Wrap. Thì với chế độ này thì thanh khoản di chuyển theo giá khi mà giá giảm nhưng mà không di chuyển khi mà giá nó tăng. Đây, nhìn vào đây cái biểu đồ này thì các bạn cũng đã hiểu đúng không? Và nó sẽ cơ chế của nó sẽ là chuyển dịch sang trái đúng không, khi mà giá nó đi giảm xuống như thế này. Và chế độ thứ ba đó là chế độ Moose Boss, thì đây là cái chế độ thanh khoản di chuyển theo giá khi mà giá tăng và giảm, tức là nó có sự lên xuống, giá tăng giảm ở đây. Đây, nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy đúng không, và nó sẽ điều hướng sang trái hoặc sang phải tùy thuộc vào dao động giá tăng giảm ở cái thời điểm đó. Và cái chức năng thứ tư đó là chế độ Moose Static. Cái này nó là cái chế độ thanh khoản không di chuyển. Ở đây thì các bạn thấy trong cái thị trường này là cái thị trường giá đi sideways, thì cái chế độ thanh khoản của nó thì gần như là nó nằm ở giữa ở đây, không có sự chuyển dịch sang trái hay sang phải hẳn đây. Và điểm nổi bật nhất về tính năng của Maverick AMM liên quan đến việc có hỗ trợ native LST, tức là Liquid Staking Token, và cái việc giám sát và hỗ trợ cái giao thức Liquid Staking Token. Đó, thì ở đây các bạn có thể là vào đây các bạn tìm hiểu sâu hơn về cái dự án Maverick này. Ví dụ như vào đây thì các bạn có thể tìm hiểu chi tiết về dự án Maverick này nó là gì này, cũng như là nó có những ứng dụng gì. Ở trên này thì đây là giới thiệu về Maverick này, dưới này đây là những cái ứng dụng của dự án Maverick. Thì ở đây nó ứng dụng nó gồm có 3 cái ứng dụng chính, đó là thứ nhất đó là hoán đổi. Thì cái giao diện giao dịch để mà thực hiện các giao dịch hoán đổi ngay ở trên Maverick. Ứng dụng thứ hai đó là nhóm, thì cái giao diện là nhà cung cấp thanh khoản, nơi mà LP có thể thêm thanh khoản vào nhóm Maverick AMM. Và cái ứng dụng thứ ba đó là danh mục đầu tư, thì khi mà bạn thêm thanh khoản thì các vị trí thanh khoản của các bạn sẽ xuất hiện ở dưới này các bạn nhé. Ở dưới này thì đây là cái cách mà sử dụng Maverick. Thì đầu tiên là các bạn phải kết nối ví, thường thường là đa số chúng ta mà
tham gia vào thị trường đấy lâu thì chúng ta đều có sử dụng ví đúng không? Sau đó thì chúng ta tham gia giao dịch cũng như là tham gia swap cung cấp thanh khoản ở đây. Thì ở đây mình chuyển sang tiếng Việt cho dễ. Ở đây nó có một số những sản phẩm của cái dự án Maverick này. Thì đầu tiên là cái Maverick Price Paper này. Đây là cái cơ sở hạ tầng cho các thị trường có tính thanh khoản cao nhất ở trong DeFi. Về cái giao thức, Maverick nó cung cấp một cái cơ sở hạ tầng mới cho tài chính phi tập trung và được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho cái thị trường thanh khoản cao nhất cho những nhà giao dịch, những nhà cung cấp thanh khoản, kho bạc DAO và những nhà phát triển được cung cấp bởi những nhà tạo lập thị trường tự động AMM. Về cái Maverick AMM thì AMM nó mang tính cách mạng, cho phép LP định hướng mở khóa cái khả năng kiểm soát vốn lớn hơn và hiệu quả sử dụng vốn cao hơn. Thì Maverick AMM thì nó giới thiệu cái khái niệm AMM mới về LP định hướng, tạo điều kiện kiểm soát vốn tốt hơn cho những nhà cung cấp thanh khoản và mang lại những cái cải tiến và hiệu quả sử dụng vốn. Và ở đây thì nó hướng dẫn cái việc mà sử dụng Maverick, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về bốn cái cơ chế thanh khoản mạnh mẽ nhất của cái Maverick AMM. Trên ấy, mình vừa giới thiệu bốn cái cung cấp cơ chế thanh khoản đấy thì các bạn đã hiểu rồi đúng không? Và ở dưới này thì đây là cái một cộng đồng của cái dự án này, thì ở đây thì các bạn có thể là tham gia vào đây để các bạn đóng góp những cái sáng kiến để mà hoàn thiện cái dự án Maverick này. Và bên này đây là cái Twitter của cái dự án, thì các bạn có thể là vào đây các bạn sang xem Twitter của dự án nhé. Ok, xuống dưới này thì ở đây là hệ sinh thái của dự án Maverick này. Thì hiện tại bây giờ thì nó cũng đã kết hợp với lại Ethereum này. Trước đó là cái dự án này tên là Project Galaxy này, hay Lido DAO đúng không? Liquity. Đây là Zcashin các bạn nhá. Và dự án này được hỗ trợ bởi rất là nhiều những cái tên tuổi lớn ở đây, ví dụ như là Pantera Capital hay là Zam Capital đúng không? Ở đây là Arte Tomomi này, Cycle này, Spartan đúng không? Đó, Gemini hay là Goldman Street, rất là nhiều những cái tên tuổi hỗ trợ cái dự án Mass Protocol này. Ok, và cái tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu về cái tokenomics của cái dự án Maverick Protocol này. Thì sang đây chúng ta thấy này, ở đây cái tổng cung của dự án Maverick Protocol là 2 tỷ token, và cái cung lưu thông ban đầu sau khi mà list lên sàn Binance nó là 250 triệu MAV. Và ở đây là cái cách phân bổ token của dự án này, thì nó sẽ phân bổ Binance Law Pool là 1.5% này, Investor là 18%, Public Goods Fund nó là 16.5%, Liquidity Mining và Airdrop là 30%, Foundation là 10%, Team là 19% và Advisor là 4.5%. Cái cách phân bổ token này cũng khá là ổn đúng không? Ở đây là cái lịch trả token thời điểm ban đầu khi mà mới cung ra, thì cơ bản là nó giữ nguyên cái token ở cái thời điểm ban đầu là 12%. Sau đó thì đến cái thời điểm sau ấy, tầm đến cuối năm 2023 thì bắt đầu nó mới có trả, và sang giữa năm 2024 ở đây thì nó mới có những cái mức trả nhiều ở đây đúng không? Và nó tăng rích rắc dần. Vậy thì chúng ta có rất là nhiều cơ hội để mà đầu tư cái dự án này từ giờ đến tầm giữa năm 2024 đúng không? Và những cái tiện ích của cái token MAV, thì MAV nó là một cái token tiện ích chính ở trong Maverick Protocol, và nó đóng vai trò quan trọng trong cái hệ sinh thái của giao thức. Chủ sở hữu của MAV thì có thể sử dụng cái token để mà tham gia vào quản trị giao thức bằng cái cách staking và nhận V MAV để có quyền bỏ phiếu trong những cái quyết định quản trị. Và ngoài ra thì MAV thì cũng mang lại những cái quyền bỏ phiếu cho cộng đồng và cho phép phân bổ động lực giao thức cho các pool hoặc là các vị trí cụ thể của Maverick AMM. Và ở đây là cái lộ trình roadmap của cái dự án này. Ở đây về quý 3 năm 2023 thì triển khai ở trên BNB chain và ra mắt cái hợp đồng Voting Escrow và quản trị. Quý 4 năm 2023 thì ra mắt Boost Pool Voting và ra mắt AMM ở trên nhiều các hệ thống blockchain khác. Nửa năm đầu của 2024 thì ra mắt AMM ở trên nhiều các hệ thống blockchain khác nhau, hỗ trợ MAV Layer 0 trên nhiều các hệ thống blockchain khác. Thì chúng ta thấy cái lộ trình roadmap của họ viết ra đây nó khá là bài bản đúng không? Và khá là chi tiết, thì chứng tỏ là một cái dự án đi đường dài cũng như là một cái tầm nhìn về tương lai khá là bài bản. Và cái tiếp theo thì sang đây thì đây là cái trang chủ Twitter của dự án Maverick này. Ở đây thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ dự án đã có 148.000 lượt follow rồi. Dự án mới ra ở cái thời điểm cách đây mấy tháng thôi, nhưng mà nó cũng đã rất là nhiều lượt tham gia follow ở đây đúng không? Và ở đây thì họ vẫn thường xuyên đăng những tweet trạng thái ở đây,
cũng như là có rất là nhiều những lượt xem, lượt tương tác thả tim ở đây, thì chứng tỏ là cộng đồng cũng rất là quan tâm đến cái dự án này. Và kéo xuống đây thì chúng ta cũng thấy họ cũng chia sẻ mới nhất là cách đây 13 giờ trước thì dự án của họ được Binance Long Pool ở đây đúng không? Đó, thì được rất là nhiều cộng đồng quan tâm ở đây các bạn nhé. Ok, và cái tiếp theo thì mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm một chút về dự án Magic Protocol này. Ở đây là cái trang chủ của dự án nhé, thì các bạn có thể là vào đây, các bạn bấm vào mục Lan App ở đây, các bạn vào cái app của dự án này, thì vào đây á thì các bạn tham gia kết nối ví của các bạn ở đây nhé. Đó, thì sau khi mà kết nối ví ở đây thì nó sẽ hiển thị app của các bạn như thế này. Ví dụ như ở đây các bạn có thể tham gia swap cái token đang được hỗ trợ ở đây, ví dụ như là có APE này, AIS này, Blue này, đó rất là nhiều token ở đây đúng không, hay ETH rồi ID, ID là cái token mới lau pass ở cái thời điểm vừa rồi, là QTI này, GA, MANA, PP, rất là nhiều những cái token ở đây. Ví dụ như các bạn có thể là chọn một trong những token ở đây, sau đó thì các bạn có thể swap sang, ví dụ như là từ ETH sang GA chẳng hạn, mình lấy ví dụ thế đúng không? Thì ở đây là các bạn nhập số lượng ở đây, ví dụ như ở trong ví của các bạn nhé, nó phải có ETH cũng như là GA ở đây, thì ở đây các bạn có ETH đây thì thể hiện đây, ví dụ các bạn có thể nhập số lượng ở đây nhé, ví dụ 10 ETH chẳng hạn, mình lấy ví dụ thế, các bạn nhập, sau đó thì các bạn swap sang GA, thì ở đây thì các bạn mới swap được đúng không, như mình nói ạ. Và ở đây thì các bạn cũng có thể là tham gia pool thanh khoản đối với cái dự án này. Thì chúng ta sang đây thì chúng ta thấy ở đây thì hiện tại cái TVL lock của dự án Mavis Protocol này thì TVL lock của nó là 28.42 triệu đúng không, và volume giao dịch 24 giờ qua là 14.86 triệu, tổng cái total volume giao dịch là 1.85 tỷ, một cái số lượng rất là lớn đúng không. Dự án mới và chưa ra token nhưng mà hiện tại bây giờ họ cũng làm được rất là nhiều thứ ở đây rồi. Và ở đây là những một số những cái sản phẩm của họ, thì các bạn có thể là vào đây các bạn bấm vào learn more ở đây các bạn xem chi tiết nhé. Và dưới này đây là những cái token mà dự án này nó hỗ trợ pool thanh khoản ở đây đó, thì các bạn có thể là vào đây, nó rất là nhiều những cái token được hỗ trợ ở đây các bạn nhé. Ví dụ các bạn tìm thì các bạn có thể là sang đây chuyển đổi ở đây đấy, ví dụ như là ở đây nó thực hiện pool thanh khoản rất là bài bản đây đúng không. Ok, thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn về cái app của dự án Maverick Protocol này rồi, thì các bạn có thể là vào các bạn tự trải nghiệm nhé. Nói chung là các bạn vào chỗ lăn app này này, sau đó thì các bạn vào các bạn thực hiện kết nối ví như thế này, và các bạn nhớ chuyển sang Ethereum các bạn nhé. Như lúc đầu mình kết nối BSC thì nó sẽ không hiển thị được chi tiết, thì các bạn vào đây các bạn chọn Ethereum. Ngoài ra thì ở đây các bạn còn có thể chọn Jackson Era này đó, các bạn thực hiện thao tác giống như mình đó, các bạn thực hiện chuyển mạng như thế nhé, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn ở trên cái từng cái mạng riêng của các bạn đó. Ví dụ như thế này là các bạn sử dụng kết nối bằng Jackson Era. Như chúng ta biết đó là đợt này thì Jackson nó đang khá là nổi tiếng đúng không, và rất có thể là sắp tới nó sẽ ra token. Và thường thường là trước khi mà nó ra token thì những cái dự án con cũng như là những cái dự án mà xây dựng ở trên nó sẽ ra trước, cũng như là list sàn Binance trước ấy, nên là cái dự án này cũng rất là đáng để cho chúng ta quan tâm. Kể cả dự án này ra thì đến cái thời điểm mà ZKC nó ra token ấy thì có thể là cái dự án này nó cũng sẽ bay khi mà ZKC nó ra token các bạn nhá. Ok, và cái cuối cùng mà mình muốn chia sẻ các bạn đó là về đánh giá về cái giá của dự án MAV này khi mà list lên sàn Binance ấy. Chúng ta ở đây thì chúng ta cũng thấy đó là cái security supply ở cái thời điểm ban đầu khi mà list sàn nó là 250 triệu token MAV đúng không? Nó chiếm 12.5%. Để mà đánh giá giá của cái dự án này thì chúng ta sẽ so sánh về một cái dự án Lopun cũng làm về DEX ở cái thời điểm mới đây, đó là dự án HFT, tên dự án đó là Hashflow ấy. Qua đó thì chúng ta mới đánh giá được với dự án Hashflow này, chúng ta thấy cái cap của nó ở hiện tại bây giờ là 73 triệu đúng không? Và ở cái thời điểm trước thì nó cũng đã về khoảng 0.28, thì cái cap của nó lúc đó tương đương với lại khoảng hơn 60 triệu. Vậy thì với một cái dự án low pool thì cái cap của nó thường thường dao động để mà chúng ta mua được nó sẽ dao động khoảng từ 50 đến 70 triệu đúng không. Vậy thì với cái số lượng token mà phân bổ ra là 250 triệu, và như mình nói cái cap của nó nếu mà mua được thì nó tương đương với lại khoảng 50 đến 70 triệu, thì khi mà chia ra giá thì giá tốt ấy, thì chúng ta mua với cái dự án này nó khoảng độ là 0.2 đô. Đây là một cái mức giá tốt để cho chúng ta mua cái dự án này, chúng ta tìm kiếm cái lợi nhuận ở cái thời điểm ban đầu các bạn nhé. Nói chung là đây là cái view của mình, còn đâu cụ thể về giá thì đến cái ngày low pool nó list sàn ấy
thì mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Cái này là mình đang so sánh về cái thực tế. Nói chung là giá từ 0,15 cho đến 0,25 là giá chấp nhận để mua được, để chúng ta tìm kiếm được cái lợi nhuận tối đa đối với cái dự án Maverick Protocol này với mã token MAV này các bạn nhé. Ok, và cái bài đánh giá về cái dự án Maverick Protocol của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy cái video của mình hay thì đừng quên cho mình một like, cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và đây là cái kênh YouTube Crypto News của mình. Trong kênh thì mình phân tích rất là nhiều những cái dự án tiềm năng để cho các bạn có thể tham khảo mua hold trong năm 2023 cũng như là năm 2024 để các bạn tối ưu hóa cái lợi nhuận của các bạn khi mà tham gia đầu tư các bạn nhé. Và cái video của mình xin được kết thúc tại đây. Và mọi cái thông tin chia sẻ ở trong cái video của mình đều nhằm mục đích chia sẻ thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư các bạn nhé. Và cái video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.